Xong rồi. Ném vào mặt thằng này xem. Hãy ném vào mặt thằng này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng 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 đúng. Rồi ơi, 20%. 20 cấp độ. Tiếp tục, tiếp tục. Vào mặt thằng này tiếp. Ui, hai gậy rồng này. Thắng lòng thanh niên nhỉ. Chán đời vậy. Tiếp tục vào mặt nó luôn. Ui rồi ơi, ba gậy rồng đắng 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 đắng. Mặt thằng này đen quá. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUSS 2.vn. Hôm nay mình sẽ ném mốc nạp 16 triệu anh em nhá. Sorry sorry. Mốc nạp 16 triệu đây. Được 30B, à quên, 90B với 90S đây anh em ạ. Đấy là được 2, 4, 5, 5 búc trang sức này, 5, 6 búc rồng và bấy nhiêu, nói chung là đại khái là bấy nhiêu đây. Không biết là được gì không, hy vọng sẽ được ra đồ ngon nhá. Trước tiên thì mình sẽ làm cái event cho anh em. Làm event cái con sói này. Nhưng mà mình sẽ quay lên sói tấn công trước nhá. Mình sẽ xoay lên sói tấn công trước. Nếu mà lên thì mình sẽ làm event. Còn không thì mình sẽ tặng cái khác. Rất là nhiều. Rất là nhiều thứ anh em nhá. Tập lên 4 cái xưa. Tập cái vũ khí này lên 4 để đập con sói tấn công. 1 này. 2. Ai kìa, khó nhỉ. 3 này, 4 này, được không? Tập lên 4 trước anh em nhá. Xong ta xoay con sói tấn công. Xoay sói tấn công để làm event cho anh em ấy. Tặng đồ cho anh em ấy. Còn không lên thì ta lại tặng cái khác. Nhiều thứ lắm. Nhiều thứ để tặng lắm, không lo. Hai cái bùa đúng không? Hai bùa, có ngay hai bùa. 5 viên like. 1, 2, 3, 4, 5 viên like. Đây, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết luôn anh em ạ. Giờ vào vả thôi. Hy vọng sẽ anh em sẽ may mắn nha. Đây xoay cho anh em đấy. 5 viên like nè. Ngày thời tiết ở miền Bắc rất là lạnh anh em. À, đang bị hắt xì hơi, đang cúm, cảm cúm đây. Tỷ lệ là mấy phần trăm đây? Ơ, thiếu mất một viên like. 2, 4, 5 này. Ngày chưa cộng ốp anh em ạ. Chết dở ơi. Bây giờ mình sẽ đập cái này lên 4 ốp xưa. Bốc 16M này mình hy vọng sẽ được 4 món ngon. 4 ngon, 4 món ngon là cũng gỡ gạo lại được rồi. Hy vọng sẽ được 4 món ngon này anh em nhá. 16 triệu ấy. Ít đâu. 4 này. 4. À kìa. À kìa. À kìa. Căng nhờ. Thôi để 4 thôi anh em ạ. Tập mất 10 viên thì không ra được gì. 1 2 3 4 này. 5 viên, 1 viên ngọc hồn nguyên là 6. Hai cái bùa tỷ lệ 36%. Hơi thấp nhỉ. Thế anh được anh em. 1 2 3 4. Lên đấy, lên 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 lên, lên. Tin tới đi. Lên đấy. Lên luôn, thấy chưa? Chúc mừng anh em nhá. Con sói tấn công giá trị đấy, tầm khoảng 1 triệu 6 quy coi đấy anh em nhá. Mình sẽ làm event tặng một con sói tấn công. Một con sói tấn công cộng với một búc dinh men này, một búc rồng này. Đấy, rất là cao rồi anh em ạ. Event cực kỳ cao, tặng sói này. Tặng búc vũ khí rồng này, tặng búc dinh ben này. Cộng với 300 quy coi nhá. 300 quy coi, mình để 300 quy coi đây. Đấy. Cộng 300 quy coi, à g coi của mình. Đấy, tổng cộng món quà ngày hôm nay là anh em nhận được như vậy. Cách chơi thì mọi người dự đoán kết quả xổ số vào ngày mai. Đó là ngày 18 tháng 10 mọi người nhá. Dự đoán kết quả ngày mai. Ai chính xác nhanh và nhanh nhất là sẽ được anh em nhá. Mời anh em rất là nhiều, bây giờ mình sẽ đi ném búc đây. Mong rằng mình sẽ may mắn, anh em cũng đã may mắn rồi, bây giờ đến lượt mình đấy. Giá trị của một mớ này là tầm hơn 2 triệu uy coi em nhé, hơn 2 triệu uy coi. Hơn 2 triệu vừa coi. Tính ra cũng phải gần 500 nghìn rồi đấy. Gần 500 nghìn ATM rồi. Được chưa? Phút đầu tiên nào.
Trời ơi, khiên kim long anh em ạ. Tàn sát thương 4%. Một món. Đang khiên thập tứ 44 thì được, mình đang có cái 4% rồi. Đang khiên thập tứ đi, kiếm ánh sáng này. Để đi xoay cánh nhỉ. Cất vào đây xoay cánh. Mình lên cái map cây reward khả năng nó may mắn hơn này này, map này này. Năng may mắn hơn. Lại cung thiên đây nhưng mà cung thiên thần này hơi 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 toài hơi phò rồi. Rồi ôi thiên đao này hai cái phò rồi anh em ơi, chết dở mấy này đi xoay cánh thôi, ăn món xoay cánh luôn. Giờ 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 đấy, ui giờ giờ rồi giờ rồi quăng rồi, nay là giờ rồi anh em ạ. Khiên nào ra khiên thôi đấy, cứ ra khiên là được rồi. Ui xôi ôi ra có khiên chùm luôn anh em ạ, ra có khiên chùm cuối. Ây đúng rồi 44 không cần lúc được, không cần lúc 44 là được, 44 là được rồi anh em ạ. Khiên triệu hồn à có 4. Ây rồi ơi ngon cơm này, cộng hưởng lên anh em nhá, mua phôi cộng hưởng lên được, không lo cái này không lo có tiền thế là ngon rồi. Và gửi hái huyền thoại ngon đấy, một cái khiên ngon, khiên triệu hồn không lúc nhưng mà tao thì cộng hưởng lên lúc không sao hết, cứ bình tĩnh thôi. Em vứt vào đây vứt luôn cái này để lại, cái này khả năng cũng để lại để đi xoay cánh. Thế là được một cái khiên ngon này em nhá, một mơ búc là được một khiên ngon đấy, vứt vào đây tính sau. Tiếp theo là và thêm rồi ra trang bị lúc 44 là ngon rồi. Áo thiết ma đăng rồi một phát xịt đây anh em ạ. Phát thứ hai là gì đây, ui trời ơi phôi anh em ạ, phôi 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 có tay cái gì đây, lại cũng phôi anh em ạ. Đắng lòng thanh niên nhỉ, đắng lòng thanh niên nhỉ, lại phôi tiếp giảm sát thương này. Thế mấy này toàn phôi nhá, nó vẩn quá. Ngũ phượng hoàng này ra có 4 năm là có tiền anh em ạ. Hôm nọ bán cái rất là cao rồi, 5 triệu uy coi rồi, cái này vớt phát ra 4 năm là 5 triệu uy coi ngay. Ui có bốn anh em ạ, 4 giảm sát thương với đâu cũng được tầm 400. Ngũ phượng hoàng rất là đắt anh em nhá, hắc long thì rẻ hơn. Thế là mấy bút này cũng chẳng được cái gì nhỉ, chung quy lại được cái mồi nó thôi, ghi lại được cái mùa phượng hoàng này tạm ổn. Cái này thì vứt thôi, hẹn cái gì nữa đấy, một viên đá này giảm sát thương để lại lấy phôi, còn một búng nữa nốt đi. Phượng hoàng đâu, ôi ui trời ơi ma thuật anh em ạ. Ui 44 giảm sát thương ngon cơm, chính ló chính ló, chuẩn bài chuẩn bài. Đang làm video chuẩn bài chưa, để vào đây quá ngon anh em ạ. Ui rồi 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 ngon 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 con cơm đấy, đây người mát vi cà rút thêm con à, méo lên được chơi anh em ạ. Lót 7 xem sao, đây là tối khả năng à mình quên lên K2, K2 có ngọn lửa đây 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 đây, chính lo chính lo tinh nó này, ra quả cầu rồng 20 này, ra cái gì nữa, miền 20 là được nhưng mà cứ miền 20 là được thôi. Dạ ui rồi ôi xong rồi, những cái điệu này là xong một cái cùi xong rồi. Ném vào mặt thằng này xem, phải ném vào mặt thằng này, đúng rồi đúng rồi đúng 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 rồi ôi 20%, 20 cấp độ tiếp tục vào mặt thằng này tiếp. Ui hai gậy rồng này, thắng lòng thanh niên nhỉ, chán đời vậy, tiếp tục vào mặt nó luôn. Ui rồi ôi ba gậy rồng đắng 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 đắng, mặt thằng này đen quá. Ui rồi ôi thằng này đen này anh em ạ, đen quá này làm gì được, toàn đồ đều không bó tay luôn anh em, còn gì để nói nữa không, cà bà bó tay hỏng hỏng ơi, thất bại rồi, mốc 16 triệu thất bại rồi anh em, thất bại rồi. Nhận đất nào 44 đi, quý trời ơi
Má căng căng. À. Di chuyển nước à. Ôi, thôi xong rồi anh em ạ. Đứt đứt đứt, móc này đứt rồi. Để chuyển nước tiếp này. Đứt đứt thật rồi. Ra cái ô rửa này không. Không được cái gì luôn anh em ạ. Thất bại. Thất bại của tạo hóa. Ui rồi ôi, à, thất bại của tạo hóa anh em ạ. Chả được cái vẹo gì. Đây. Ô, tổ sư thật. Đây, tôi tặng cho anh em nó nhanh. Chả được cái vẹo gì anh em ạ. À, mà điêu thế nhở. Điêu quá. À, đùa ở đâu. Thật bịp anh em ạ. Game bịp rồi. Thật tình. Mốc 16 triệu game bịp rồi anh em ơi. Anh em đồ này chết thế. Có tay chấm com anh em ạ. Đùa đâu thật. Chán ghê. Ok. Em nào chơi event thì comment phía dưới nhá. Comment phía dưới. Đây, event là gồm một con sói tấn công, một búp vũ khí rồng, một búp Guardian Band 300 g coin. Trị giá 500k. Đấy. Trị giá 500k. Ok chưa? Này nó hơi phò, chả được cái mèo gì. Khó quá. Bye bye anh em nhá.